Sau khi tạm biệt Hàn Quốc, gấu trúc Phu Bao đã chính thức đáp chuyến bay trở về Thành Đô, Trung Quốc. Những hình ảnh đầu tiên của công chúa Samsung cho thấy rằng bé đang có chút bỡ ngỡ với môi trường mới, khí hậu mới ở quê nhà. Ngày 3 tháng 4, gấu trúc nổi tiếng Phu Bao đã chính thức rời Everland, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc và lên đường trở về Trung Quốc. Sự kiện này thu hút hàng triệu fan của Phu Bao ở Hàn Quốc, Trung Quốc và cả trên thế giới đặc biệt quan tâm. Bởi Phu Bao là cô gấu trúc cực kỳ nổi tiếng và được mọi người hết mực cưng chiều và yêu thương. Thậm chí, Phu Bao còn được fan quốc tế dành nhiều danh xưng mỹ miều để mô tả sự nổi tiếng như đỉnh lưu của giới panda hay công chúa nhà tài phiệt. Thời điểm Phu Bao lên xe rời khỏi công viên, đã có rất đông người đứng xếp hàng dưới trời mưa để tiễn chú gấu trúc nổi tiếng này lên đường trở về quê hương. Trong khi đó, tại Trung Quốc, hình ảnh Phu Bao được lan truyền khắp nơi để chào đón công chúa Hàn Kiều trở về. Sau khi hạ cánh và được đưa đến nơi ở mới, những hình ảnh đầu tiên của Phu Bao tại Trung Quốc đã được đăng tải, qua đó hình ảnh tại sân bay Thành Đô cho thấy ngay khi hạ cánh, Phu Bao đã được nạp nhiên liệu bằng những món ăn khoái khẩu của mình.